cái vả có 3 tấn cái lốc. Wow! Cái vả chứ. Năm món cơm chiên thủ lô. Hôm nay là mới đi mượn được một cái vả của cái vả có 3 tấn cái lốc. Cái vả chứ. Của ba tấn với lốc. Mới đi vừa về cho nên hôm nay sẽ làm món cơm chiên cùng lô của ba tấn với lốc. Phải ba tấn với lốc và ba trang với lốc đấy. Đấy nha, bây giờ anh biểu cho chú xem này. Anh chỉ làm một lần duy nhất để chú xem nha. Đẳng cấp bao nhiêu à? Có ai mà có nhu cầu mua thì cứ tới đây nha, liên hệ. Đây là một thau cơm khổng lồ nha, chưa một cái vả, rất là khổng lồ. Đã có cái mì cào. Ai muốn mượn cái vả này thì liên hệ mình nha. Vả xúc người yêu cũ. Vả này có thể xúc bấy người yêu cũ của bạn. Cơm chiên ngon hơn người yêu cũ của bạn nha.